Dạ, mến chào cô chú anh chị. Bữa nay con lên cái clip nhỏ này, con xin thông báo cho cô chú anh chị mình, con tạm ngưng lãnh đạo thời gian của chú anh chị ha. Tại đồ con lúc này nó hơi quá tải rồi, con nên con cũng con không có lãnh tiếp cô chú anh chị. Tại đồ mình làm mà gấp quá cũng không được, làm gấp quá thì đồ bắt buộc phải làm ẩu của chú anh chị ha. Mà bây giờ thì con không có làm kiểu đó được ha. Thì bây giờ bữa nay là 15 15 tháng 7, hết mười là hết hết tháng 7 này con mới lãnh đồ lại cô chú anh chị mình ha. Nếu có ai thương con đặt đồ thì chậm chậm lại ha, khoan hả ấy đi ha. Tại đồ con lúc này nó hơi nhiều rồi, con nên con không có lãnh tiếp. Dạ cô chú anh chị mình, thì bây giờ đồ con nó còn gì nè, lúc này vô đông ken phản không cô chú anh chị ha. Đó, phản giao không đó, cô chú anh chị thấy đó, giờ dao nó còn vậy nè, dao phản nó còn vậy đó, bên đây nữa của chú anh chị ha, với còn trong đây nè, cái đám dao bữa hổm làm rồi đứt nó 2 ngày trời, còn tới nay đám dao này mà ngượng con hay con không sao, cô chú anh chị thấy đó. Giờ đồ trong đây giờ nó còn vậy đó. Tới mùa phản này, phản này ngày con đàn có 2 cây đàn rồi mài đá nước lấy mép luôn cho bà con người ta đó. Đây hiện giờ nó còn bao nhiêu đó cô chú anh chị, rồi ở ngoài kia nữa chứ không phải vậy, rồi đơn của chú anh chị đặt nữa, bởi vì thông cảm cho con, thông cảm cho con ha, chứ con làm không xiết của chú anh chị ơi. Làm có mình một làm cũng từ từ làm tại dao cũ ở đây con làm rồi, con mài cũng lấy mép như Iran con dao mới của chú anh chị ha. Đó, bởi vậy thì con làm không kịp, mong của chú anh chị mình cũng thông cảm cho. Rồi tới hết tháng 7 đi rồi con sẽ tranh thủ rồi con lãnh đồ lại cô chú anh chị mình đặt, thì ráng nán nán lại cho con cô chú anh chị. Chờ chờ chút xíu ha, cu liêm nữa nè, giờ nào trong nhà con cũng có cu liêm hết rồi, cu liêm cũ mới có đủ đó. Chú anh chị thấy đó, bây giờ đó miếng giúp xe đó, người ta đem đi làm dao đó, người dao cũ nữa, dao cũ phải làm cán của chú anh chị ha. Đó, bên đây dao cũ không, nay cái búa nó xét vậy cô chú anh chị thấy không. Đó, đây cũng còn dao cũ nữa nè, rồi ngoài này cũng còn dao cũ nữa nè, đó, dao cũ, dao rồi búa nữa. Đây đâu đây là còn cây nữa nè, đây còn cây nữa, để nó chen chen vô đây nó mất nữa nè, còn khúc này làm cái đục sắt, cái đục quá trời, cái đục thấy cái đục cái muốn hết xài gì không hết, không dám cầm cho nó. Đây cũng do cũ nữa, ngày mai làm nguội cái này, 3 cây cũng làm 3 cán, 3 dao cũ ngầm biến quá trời, làm bể cái cán rồi cái làm ngán. Trên đây 3 cây này không gài lên lò nay mấy ngày nay chưa làm rồi cái búa nữa nè. Đó, bây giờ đồ cũ con nó còn vậy đó, ngoài này cũng còn nữa nè, số ngoài này bài ra đặng làm cho nó mà học làm không được nữa nè. Gài có người ta không có chờ chờ, tôi kêu chờ chờ thì người ta không gấp rồi thôi cũng để đó. Cái này người ta lấy cây sắt miền Nam mà làm cái đục nè, này cái đục đặng ta bỏ phân dừa cô chú anh chị ha, để nguyên cây luôn, đập cái rồi cũng chưa làm nguội làm gì hết. Búa dao đó, ở nhà người ta lấy cái dao bằng trẻ người ta hàng cái này dày nè, giờ trui nè chú anh chị thấy nó còn đầu cũ nó còn ở cũng đó nữa kìa, đâu tha qua bên đây bỏ đây nữa nè, búa nữa còn nữa cô chú anh chị ơi. Trời ơi, nó sót trong đây rồi, bỏ đây không thấy nữa. Đây còn búa nữa nè. Chú anh chị thấy vậy thì sao giải quyết hết được 3 cái đồ này rồi mới làm đồ mới của chú anh chị mình đặt ha. Rồi cũng thông cảm con em của chú anh chị. Thì đơn con nó còn vậy đó. Giờ đơn trên đó vậy đó. Mọi người khi đặt 2-3 cây, 3-4 cây. Cái đơn này ngày mai cũng ráng giải quyết hết cái đơn này.
cái đơn này cho rồi là anh Tiện nè. Bữa nay nói tính làm mà làm bữa hôm qua này mà làm là không rồi. Chú Tiện chứ, quên nó hồi kia tới bằng anh luôn. Đây nè, cặp dao này cũng đập luôn. Đập mà chưa có làm. Đập bỏ tới nay, bỏ chưa có làm nguội luôn anh chị ha. Trên cái cây gựa nữa nè, còn đồ cũ nữa nè. Vậy mà chưa có làm còn, nói chung có 50 đồ nữa. 50 đồ và cái đồ cũ mà tôi đang làm cán ngày cũng làm được có mấy cây. Vô cán đồ lộn xộn nó lấy lắm. Mình mài ở đây con mài làm đồ cũ rồi con mài hết trơn luôn cô chú anh chị. Chứ không phải làm mà không có mài đâu. Để con lấy cái đồ cũ ra coi cho cô chú anh chị mình xem thử đây cách con làm ha. Để vô con tủ đó con lấy ra cô chú anh chị mình xem. Tối dữ vậy. Những cái dao cũ của con đây làm ra cô chú anh chị ha. Đây là con mài ở trên nè. Này cái dấu này dấu nhớt nó động lại nè. Đó cô chú anh chị. Đó. Đó. Còn cái này xét nó ra nữa nè. Cái dao gì kỳ cục thiệt chứ. Đó. Chưa gì xét rồi. Mới làm có 3-4 ngày nay. Dao mà tên gì không thấy gì đâu. Dì hai Mỹ. Ba dao. Đó. Chưa gì ấy đó. Đó nhà đây con mài bén luôn rồi chú anh chị ha. Đây cũng vậy. Này nhớt nó dính. Ở đây là con làm nguội rồi đàn, đồ đàng hoàng hết đàn giáp dao ha. Đó. Này một dao, cục đàn làm cán. Cán này khâu thường, dao này dao thường mình làm khâu thường ha. Đây cũng vậy nè, đây con vô bao bịch hết trơn. Đâu để con rút cái này ra coi. Cầm cái tay à, rút cái luôn. Đó. Này nhớt còn của chú anh chị ha. Đó. Dao gì làm cái ngay chỗ cái cây của chú anh chị thấy không? Đó. Có cuốn rồi ha. Đây cũng vậy ha. Kệ đi, người ta làm sao ta làm kệ người ta đi ha. Mình tui đàn mình ăn tiền mà. Đó. Dao này dễ làm ha. Này làm ăn 55.000. Cán nứt mà người ta không chịu làm thì thôi. Đó thì đây ý con nói con đây con làm rồi con thay dầu thay nhớt rồi hết trơn của chú anh chị ha. Đó, bởi vì con làm ở đây để nó chậm hàng nó lâu là nó lâu vậy cô chú anh chị. Rồi chú anh chị mình thông cảm ha. Đồ lại cũng còn nhiều quá rồi con giờ con không có lãnh tiếp ba đồ mới của chú anh chị nữa. Bây giờ ở đây đồ địa phương ở đây con làm tại 10 con làm nay 18 19 năm ở đây của chú anh chị. Bởi vì lên YouTube nữa con làm cũng nói chung đồ nhiều con làm cũng không xiết nữa. Rồi thôi, bây giờ cũng khuya rồi mà để làm phiền của chú anh chị mình. Mong của chú anh chị mình cũng thông cảm. Cái đám lên này cũng chưa có lọc lượt lại đâu. Tôi tùm lum trên đây còn bá dao bằng trẻ gì tùm lum trên mình chưa có sọn sọn ra nữa. Dạ. Đây thì đơn trên đây nó còn gì nè của chú anh chị. Đó. Rồi thì còn ba cái đồ cũ nữa. Cái dao này rồi ha. Hồi sớm con lên cái clip đó thì hồi nãy con lên cái clip cách năm mấy tiếng đồng hồ con lên cái clip rồi. Thì cái dao của anh Bình này rồi nha anh Bình. Đó, cái dao anh Bình bẻ sang nè. Xé luôn, bỏ luôn. Này rồi rồi. Đó, thì xong rồi. Vì thế tiếp tục đặng con đặng ngày mai con làm luôn cái dao cái cặp dao này cho rồi luôn. Mai cái cặp dao này đang làm cho rồi chê cho chú ở Bến Tre luôn. Là đi giao hàng luôn. Chiến này chắc đem qua bển cho ổng khỏi gửi bưu điện 2-3 ngày nữa mắc công quá. Lại trễ hàng rồi. Thôi, vậy cũng đêm khuya rồi con chúc cô chú anh chị mình ngủ ngon nha mà khuya rồi mà con còn làm phiền. Dạ mong cô chú anh chị mình nhớ hết tháng 7 rồi cô chú anh chị mình đặt hàng ha, đầu tháng 8 đi. Tháng 8 dương lịch đó cô chú anh chị, bữa nay 15 tháng 7 ha. Dạ mong cô chú anh chị mình thông cảm cho con ạ. Dạ và luôn ủng hộ con cảm ơn nhiều ạ. Dạ thôi con xin chào ạ.